Khắc tượng tiếng thần. Hồi triều nhà Đường có một người thiếu nữ, con của quan đô đốc họ Trần ở nước Tàu. Nàng mồ côi mẹ hồi thổ còn nhỏ, đêm ngày rầu rĩ nhớ thương không biết làm sao thấy được mẹ, nên không còn cái hy vọng sống đời, chỉ một lòng quyết hủy mình, đặng xuống suối vàng tìm mẹ mà thôi. Quan đô đốc thấy tình cảnh ấy, thiệt như dao cắt ruột, như bị muối sát vào lòng. Sau ngài cũng ráng làm tỉnh, mà dùng lời an ủi rằng: "Con ơi, hết thảy nhân loại trên đời này, không ai là người chẳng muốn sống, nhưng vì số thọ yếu chẳng đồng, cuộc hiệp ly có khác, kẻ giàu lại chết sớm, người nghèo thì sống lâu, là bởi chỗ tạo nhân sai biệt, mà xưa nay chẳng có ai cải theo ý muốn của mình được. Huống chi mẹ của con tuy mất rồi, thì đạo làm con cũng đồng một tâm lý, biết thương mến buồn sầu, phải toàn liệu cách nào cho đặng lưỡng toàn. Chớ này còn rước lấy sự bi quan vào lòng, rồi bỏ ngủ, bỏ ăn, bỏ uống, quyết làm cho chết thân con, mà để lại cho cha thêm một mối buồn rầu nữa, thì thiệt hại cho cái sống trong lúc tuổi già của cha nhiều lắm. Vậy, nếu con nhớ thương mẹ của con, thì con nên tạo tượng Đức Địa Tạng, như trong kinh Phật đã dạy, đặng đêm ngày lễ bái, cầu nguyện cho vong linh của mẹ con sớm thoát khỏi khổ luân, sanh về cực lạc. Như vậy thì con cũng trả được cái công lao 10 tháng cưu mang, 3 năm bốn mớm. Ông khuyên nói như thế rồi, bèn xuất ra 500 quan tiền, mượn thợ khắc tượng Đức Địa Tạng cao 3 thước và đặt bàn hương án nghiêm trang nơi phòng của vợ ông nằm khi trước, rồi để con gái của ông chiêm ngưỡng thánh nhân mà tụng kinh niệm Phật. Từ đó, nàng mới an tâm, sớm chiều chỉ tâm cầu nguyện cho mẹ hết khổ được vui, tiêu diêu lạc quốc. Một đêm nọ, sau giờ tụng kinh niệm Phật, nàng đương lúc ngủ, bỗng chiêm bao, thấy một vị tăng nói với nàng rằng: "Hồi khi ta thọ thân nữ nhân, cha ta là Thi La Thiện Hiện, mẹ ta là Duyệt Đế Lợi, bị khổ nơi địa ngục hết sức nặng nề. Ta bèn phát tâm Bồ Đề, thề nguyện cứu độ hết thảy những chúng sanh bị khổ, đã đem công đức ấy mà hồi hướng cứu cho cha mẹ được siêu thoát. Này ta cảm tấm lòng chí hiếu của nàng, nên ta thân hành vào địa ngục, thuyết pháp mà độ thoát cho vong mẫu của nàng được sanh lên cõi trời đao lợi rồi." Trần nữ là con gái của quan đô đốc, nghe vị tăng nói như vậy rồi thì nàng rất vui mừng, liền giật mình thức giấc, đem câu chuyện chim bao mà tường thuật lại cho cha và hết thảy người trong nhà nghe. Ai nấy cũng đều vui vẻ và thấy áo tượng Đức Địa Tạng thờ tại gia đổi ra sắc nám đen, y như trong cơn nàng nằm chiêm bao nghe vị tăng nói. Vì vào địa ngục mà bị lửa liếm nhằm cháy áo, thì sự tín ngưỡng của các người ấy lại càng tăng lên đến cực điểm. Đó rồi, chẳng những người trong xóm mà cả người ở xa cũng đồng vẽ tượng Đức Địa Tạng mà thờ để cầu siêu cho cha mẹ và phát tâm tu hành rất nhiều. Sammo di soha.